Đâm trước hả? Ok. Đây. Cái ấy da. cái này giống solo random chết quỷ quá. À. Thôi mà anh nghĩ là em cũng thua, nó video hôm qua má thua sát dán luôn, không còn gì gỡ. Ui, trời. Trời. Vậy. Random đi gọi anh cho em coi. Nhà sẽ nhiều tiền hơn. Coi nè, đừng có sốc nha Phúc, đừng có bất ngờ nha. Ừ? What? What the shadow? Trái đầu tiên của mình là trái shadow nha các bạn. Khu người giàu bên đây nè, khu người nghèo bên đây nè. Vậy em qua đó đi, anh qua đây. Rồi anh đâm đi. Trái smoke kìa. Ôi, ạng thứ hai của Vidac ra trái smoke nha các bạn. Ủa, xem random 3 trái luôn rồi. Ôi, vậy mà trái thứ 3 vẫn là trái A nha, lỏ. Bạn thứ hai nè, nhập code cái nha. Ok, random nha các bạn, sẹt E Crazy Land, random. Trái thứ hai của mình đó chính là trái chớp nha. Trái từ của em là trái chớp hả? Điên. Cái này thứ ba của anh nè, em random tới trái thứ mấy rồi? Em đang đợi anh nãy giờ nè, em random ra được. Ôi, xạo, mới random ra được trái tường trắng nè, dấu. Anh random cái trái lỏ cái anh dấu. Trái này nào rồi? Trời Sam ha. Em hơn giá tiền anh rồi đó, anh lo mà random nhanh nhanh đi. Ôi các bạn ơi, nó được cái random nhanh hơn mình, cái random cái trái xịn vãi. Trái hư ba của mình là trái flame nha các bạn. Lửa chùa, phi phai. Ui trái quát. Đâu? Vậy? Ôi cứ tiếp tục thế này nó hơn mình mất, má phải thoát cái lẹ mới được. Ok các bạn ơi, thì bây giờ tụi mình đang đứng đợi với Đắc trở về cà phê đó random nha các bạn. Đi dài nè mấy cu em của anh. Rồi đây là thứ tư của anh nha, em random được nhiêu trái rồi? Ôi cũng như vậy hả? Ui hồi nãy quên nhập code các bạn ơi. E Crazy Lion đẹp trai. Đu. Đẹp là chi phát triển hả? Đồ. Trời chứ smoke lỏ luôn. Ui ngon. Hạng thứ năm của mình là trái Rumble nha các bạn. Chào kìa anh cấp kìa bạn ơi. Ê. Ê. Hả? Vậy anh này chạy. Anh này chạy. Ủa chim hỏi à. Ui trái Gravity. Đâu trái Gravity. Vãi. Các bạn ơi, cái trái thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trái thứ 12 của Vidac là trái Gravity các bạn ơi. Oh my god. Rồi bây giờ sẽ đến với hạng thứ 5 của mình nha các bạn. Trong khi Vidac nó vẫn liên tục random thì bây giờ mới random được có 5 trái. Mình á, các bạn biết do quan trọng là chất lượng các bạn ơi. Đù, trái Smoke. Được chất danh hiệu. Được danh hiệu random ra trái quỷ lỏ luôn nè. Mẹ nó cay thiệt. Rồi em với anh random cùng lúc đi. Ok, đến với hạng tiếp theo. Rồi lần này muốn solo random trái quỷ hả? Rồi, sẹt em Vidac. Rồi rồi, anh random đó, em trái gì? Em trái Spy. Ôi gà, win luôn các bạn ơi. Quá đã. Hi. Cay quá các bạn ơi. Trái Smoke thứ hai của mình nha. What the hell. Qua đây chờ anh. Qua đây gước anh. Qua đây mà đưa anh về cà phê đi. Thôi ạc tiếp theo của anh đây. Ạc này chắc chắn sẽ ra trái Kitsune nha. Nó giờ em random ra được gì vậy? Làm gì vậy? Xếp trái quỷ rồi hả? Ôi này ngăn nắp với ta. Em chấp anh luôn á, chứ sao random. Chấp gì? Giờ là giá trị của anh sẽ tăng lên 8 triệu Billy nha. 8k. Rồi em random được tới nhiêu? Trời. Chết ban luôn hả? Được rồi, lần này phải là Kitsune nha. Làm ơn Kitsune. Trái Spring Kitsune. Nha các bạn. Trái Rocket. Rồi, solo random một lần nữa nè. Trời, anh đâu đây? Rồi, lần này phải là trái gì đó xịn xịn tí nha. Kể 9 người 10 ha. Thôi coi như què đi, trận này không tính đi. Trái thứ mấy vậy ta? Không nhớ trái thứ mấy luôn. Ui. Đâu góp rồi em coi ơi. Trái gót các bạn ơi. Trời ơi, trời ông nội. Cuối cùng mình random được trái 900 Billy. Cuối cùng mình cũng đã random được một trái gần 900k Billy nha. Quá đã. Thứ 10 nha các bạn, 11 chứ. Đâu random nè. Thôi, thích thì chơi. Đội hoài chấp em 2 ạc luôn á. Chấp em 2 ạc cộng lại luôn á. Rồi, 1 ạc là đủ rồi, 1 ạc là hơn rồi. Bao nhiêu Billy? 300k. Thôi. Ạc thứ 2 ra trái gì? Sen. Ôi, má bị vậy nãy solo ạc thứ 2 rồi. Solo random nữa hả? Lần này phải lật kèo chứ. Để nãy giờ anh thua solo thua hoài. Rồi, random trước nha. Thôi, thua. Đầu hàng luôn. Em giận hắn. Ok, đối với ạc thứ 14 của mình nha các bạn, để xem coi lần này sẽ ra trái gì. Bây giờ sẽ random luôn, không có solo gì hết. Ấy, đây mình nha các bạn. Ok, bây giờ sẽ đến với ạc thứ 15. Và lần này chính là trái Spin. Đến với ạc thứ 16 của mình nha các bạn. Lần này mình có cảm giác khá là may mắn với nó nha, tại vì số 16 khá là đẹp và đó chính là... Ui! Cái gì vậy? No! No way! Trời, chứ sao? Được cái title Look of the Draw đó các bạn. Rồi, trái quỷ xịn thứ hai của anh nha. Trái thứ 17 của anh nha. Không lẽ giờ ra hai trái quỷ xịn liên tục đúng không? Sao có thể? Ui! Trời, cũng nhém xịn các bạn ơi. Trái quỷ xém xịn. Trời đâu. Trái xúc tù, trái đắc. 38, 40.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Em còn có 2 trái thôi, đủ 50 trái rồi đó. Hiện tại Vidax đã random được 48 trái quỷ rồi. Có nghĩa là chỉ còn 2 trái nữa thôi là Vidax sẽ đạt đến giới hạn và không được random nữa. Đây, bạc cuối nè. Cho em dư một bạc nhé. Vậy chấp em luôn. Anh random 49 này thôi cũng được. Trái bóng. Trái bóng. Bóng. Trời ơi. Trái sờ. Trái sờ bi gích. Sờ bay. Trời ơi. Tao lại. Ạc nữa. Rồi cho em ạc nữa đó, cho em ạc cuối đó, gỡ gạt nó đi. Trái xa. Xa đô. Sao. Đô. Đỉnh. Rồi vậy là phút 51 trái nha các bạn. Bây giờ mình sẽ random trái thứ 18 của mình. Đô. Trời. Trời ơi. Gì vậy. Ui trái một. Phát sao mà. Trái mù chi các bạn ơi. Ê. Mẹ. Mày trả tao. Mày trả cho tao. Thôi rồi, bây giờ mới tới lúc anh lật kèo nè. Vậy là hiện tại mình đang có 3 trái quỷ xịn, đó chính là trái Mochi, Sado và trái âm thanh. Vậy là tổng cộng số tiền của 3 trái này lại đó chính là 7,4 triệu Billy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục random 32 trái quỷ còn lại. Ok, thì do là Vidax nó đã random xong hết tất cả mấy trái quỷ của nó rồi, nên là bây giờ mình sẽ mượn công nghệ random hàng loạt của nó để random cho nhanh hơn nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ random bằng hai hạt này trước để coi nó ra trái gì nha. Và trái đầu tiên đó chính là trái đắt nha các bạn, trái spin các bạn ơi. Vậy là trái thứ 19 với lại trái 20 của mình đó chính là trái spin và trái đắt nha các bạn. Và tiếp theo đó chính là hạt thứ 21 nha các bạn. Số này các bạn biết là cái gì đó chứ gì. Ra chi đây? Ui, trái phonic. Hạt thứ 21 của mình là trái phonic nha các bạn. What the hell? Đỉnh vãi, anh nói rồi, anh lật kèo được Phúc ơi. Ôi, hạt thứ 22 là ra trái sen nha. Và bây giờ sẽ đến với hạt thứ 23. Trái quỷ thứ 23 của mình đó chính là trái Ghost. Oh my god các bạn ơi, trái thứ 24 của mình đó chính là trái Kitsune. Boom. Và đó chính là trái ở đây, mau lại đây đưa tôi đi. Trái băng các bạn ơi, băng tùm lum luôn. Oh my god. Và trái quỷ thứ 24 đó chính là trái spin. Trái quỷ thứ 25 là trái Rocket. Rồi ok, bây giờ sẽ đến với ạc thứ 26 của mình nha các bạn. Một ạc khá là quan trọng đó. Ôi, trái lớp. What? Anh nói mà anh lật kèo các bạn ơi. Su. Ủa trái lớp anh đâu? Lấy cho mình to ra. Mày lừa tao hả? Ok, trái quỷ thứ 27 của mình. Và đó chính là trái Rocket. Trái quỷ thứ 38 của mình sẽ là trái Spring. Ủa 28 chứ. Thì hiện tại số trái quỷ của mình với lại Vidax cũng đang sắp gần bằng nhau các bạn ơi. Mình chỉ còn khoảng tầm 22 trái quỷ nữa thôi. Nhưng mà mình cũng đang hơi quan ngại, không biết có thể lật kèo được Vidax hay không nữa. Bởi vì trái quỷ Vidax random ra thì cũng nhiều trái xịn đó các bạn. Ok, đến với trái quỷ thứ 28 của mình nha các bạn. Và đó chính là trái Hai trái rocket liên tục. Không sao đâu các bạn ơi, bây giờ sẽ đến với trái quỷ thứ 29. Ui, trái fan cận các bạn ơi. Thì là trái quỷ thứ 30. Lần này mấy số tròn tròn các bạn nó sẽ dễ ra mấy trái quỷ xịn lắm. Các bạn biết lần này trái gì không? Trái Kitsune. Kitsune V1 nha các bạn. Ok, trái quỷ thứ 31 của mình. Oh, lại là trái Kitsune đó các bạn ơi. Đến với trái quỷ thứ 32 của mình, đó chính là trái két. Cái yêu cầu của mình các bạn, chỉ cần không phải trái góc két là ok hết. Và trái quỷ thứ 33 của mình đó chính là trái Smog. Rồi, đến với trái quỷ thứ 33 nha các bạn. Đây, ạc này đang random trái quỷ thứ 33 nè. Để coi ra trái gì nha. Bây giờ mình sẽ nhắm mắt lại nha, các bạn đón với mình nha. Mình nghĩ là chắc phải trái Kitsune. Thiệt hả? Rồi, hạt thứ 34. Hạt thứ 34 là trái gì? Ui, trái Spider. Trái Spider. Em giỏi Phúc ơi, em giỏi quá. Em đã giúp anh lật kèo với đắt rồi Phúc ơi. Ủa? Phúc đã giúp mình lật kèo với đắt rồi nha các bạn, đỉnh thiệt. Bạn nào nhận ra điểm sai nhớ comment nha các bạn. Ôi, thì đây chính là cái trái quỷ Legendary thứ 5 của mình nha các bạn. Đó chính là trái Spider. Thôi, mình đã đem vô một cái lô hạt mới nha các bạn. Bây giờ sẽ đến với trái quỷ thứ 35 của mình. Ôi, lần này có tộc thỏ nè. Tộc thỏ là sẽ ra trái lỏ. Cái gì? What? Ôi, lần này tộc thỏ ra trái không lỏ nha các bạn. Đỉnh. Lại là trái Spider các bạn ơi. Trái có nhiều chân nhất trong Lost Food. Anh Phúc giỏi vậy à? Anh Phúc giỏi các bạn ơi. Phúc nãy giờ đang giúp mình lật kèo với đắt rõ ràng luôn á. Nãy giờ hai trái Spider. Ui, trời ơi, Phúc ơi Phúc. Em đó hả Phúc? Anh Phúc ơi. Em ra phố. Trái thứ 36 của mình là trái Gravity nha các bạn. Và trái thứ 37 là trái Spring. Nhưng mà không quan trọng các bạn ơi, quan trọng là trái Gravity. Một trái Mythical nha các bạn, đỉnh vãi. Ok, thì bây giờ sẽ đến với trái quỷ thứ 38 nha. Phúc, random cho anh đi. Ok. Trái gì đây? Ui, trái Magma nó giờ chưa ai random ra được đúng không? Đúng rồi. Ôi, chuẩn luôn, trái Magma đầu tiên trong server nha các bạn. Và trái thứ 39 là trời. Trái Blizzard. Ui, trái thứ 39 của mình đó chính là trái Blizzard nha các bạn. Và trái thứ 40 nha các bạn. Trái 40 là trái số tròn nè, mình nghĩ sẽ ra trái quỷ xịn á. Trái này nè. Ôi, xịn dữ ta. Ôi, coi nè Phốt, coi nó hình mũi tên chỉa lên nè, thấy không?
Anh nói mới thấy nha, chứ không là Ừ. không để ý luôn á nha. Anh xếp thành hình mũi tên chĩa lên nè, quá đã. Thì để coi 10 trái cuối cùng mình sẽ ra được bao nhiêu trái quỷ xịn ở đây. Và đây sẽ là trái quỷ thứ 41 của mình. Ê, từ từ hãy đưa nha. Trời, kia từ từ hãy đưa mà. Trời trời, ui. Đỉnh quá các bạn ơi. Phúc Tập phát cái gì là anh đón rồi đó anh. trái... chứ gì Là ta, chứ gì ta. Trái 42, 4. trời Trời, trái quét. Thôi Phúc ơi, chắc trận đặc này anh biệt thắng vì đắt thiệt là đó Phúc ơi. Trái thứ 43 của mình là trái Spider, ba trái Legendary liên tục các bạn ơi. Anh Crazy lần random quá đỉnh các bạn ơi. phúc bộ. Ừ, hạnh phúc mà, hạnh phúc random giùm anh Lion. Ok các bạn ơi, thì hiện tại mình đã random được 44 trái quỷ rồi, có nghĩa là chỉ còn 5 trái quỷ thôi thì mình đã đạt được 49 trái. Nên bây giờ mình sẽ vô một lần 5 mạc và random cùng lúc luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ random một lần 5 mạc, sau đó mình sẽ đưa ra 5 trái quỷ cùng lúc luôn nha các bạn, để xem coi là nó sẽ ra những trái quỷ xịn nào đó. Rồi giờ em lấy 5 mạc này, lấy trái quỷ Ok. ở đây, anh quay lưng lại nha. Rồi quay lưng lại đó, lấy đây. Ôi hồi hộp quá các bạn ơi, không biết là trái gì đây. Rồi. Rồi quay lại nha, trái gì đây? Ok. Fan cần diamond spin hai dây gốc két và trái chứ sao, chứ sao nữa. Ủa ơi, khoan khoan, sao này có đuôi cái Tsunade ta. Mày đi ra nhanh lên, Tôi cũng bay cần mà, tôi cũng skin bay cần, tôi ra đen xíu mày xạo hả mày. Ok bây giờ mình sẽ tổng kết lại những trái quỷ xịn của hai đứa mình sau 50 trái nha các bạn. Thì đây là những trái của mình. Đầu tiên sẽ là trái Shadow mà nó random ra được từ phát đầu tiên luôn. Đó sẽ là trái Mochi và trái Sao. Rồi những trái này là những trái mà Phúc random ra cho mình nha các bạn. Và trái cuối cùng của anh đó chính là trái Blizzard. Thì đây chính là bốn trái mình sẽ để lên bàn cân để coi là ai sẽ là người có value cao hơn nha các bạn. Thì value hiện tại của mình đang là 38 triệu, có nghĩa là giá trị của mình đang có 38 triệu nha. Thì của Vidax sẽ là trái âm thanh, trái Rumble và trái Gravity đúng không? À cuối cùng cũng vẫn là trái Blizzard nha các bạn. Bốn trái của em có giá trị là 16 triệu nha. Thua anh gấp đôi luôn. Vậy là sau 50 trái mình chính là người chiến thắng với giá trị của những trái quỷ lên tới 38 triệu. Thật ra có thể nhiều hơn nữa nhưng mà mình chỉ có thể bỏ lên 4 trái thôi. Thì bài học của ngày hôm nay đó chính là muốn đánh bại Vidax thì các bạn hãy nhờ Phúc nha các bạn. Phúc đúng là bá đạo à. Đủ. Ui What the ui fuck? Lắc ui lắc. ui